Kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Tôi là bác sĩ Đỗ Văn Hội. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh trình bày cùng quý vị một đề tài có liên quan trong cái đề mục là chính trị và đời sống. Thì cái đề tài hôm nay nó có tựa đề là Biển Đông và vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng ta ai cũng biết rằng là Biển Đông hiện nay là đang bị Trung Cộng thao túng, đã đặt các cái căn cứ quân sự ở trên các cái đảo nhân tạo cũng như là những cái quần đảo mà đã chiếm được của nước ta cũng như là của một vài các nước Đông Nam Á. Và hôm nay cái đề tài của chúng tôi á, nó có những cái điểm sau đây. Thứ nhất là tình hình về Biển Đông. Thì chúng ta nói về các sự kiện và các cái kế đến là các cái chứng liệu. Cái Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Việt Nam. Kế đến thì chúng ta nói đến cái nhiệm vụ của chúng ta và chúng ta phải làm gì. Nhưng thưa quý vị, nói đến cái tình hình Biển Đông đó, các cái sự kiện đó, trước hết đó là cái hành động bá quyền của Trung Cộng. Hình như chúng ta đã biết rằng là Trung Cộng đã sử dụng cái bản đồ hình lưỡi bò mà ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông bất chấp những cái chứng liệu và những cái luật pháp quốc tế. Và chúng ta đã biết là Trung Cộng đã dùng võ lực mà chiếm đóng phi pháp cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và cũng đã chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988. Đồng thời nó cũng chiếm cái bãi cạn Scarborough của Phi Luật Tân năm 2012. Bất chấp về các cái luật biển kêu là UNCLOS năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Đấy là những cái Trung Cộng đã dùng võ lực và đã tiến chiếm như vậy. Và Trung Cộng đã từng bước lấn chiếm, bồi đắp các cái đảo nhân tạo cũng như là các cái đảo san hô và đặt những cái thiết bị quân sự, hoàn tất việc kiểm soát hoàn toàn Biển Đông và đe dọa các cái quốc gia khai thác cái tài nguyên cũng như là đánh cá và di chuyển ở trên cái hải phận của mình cũng như là hải phận quốc tế và ngăn cản Hoa Kỳ tham gia giải quyết các cái vấn đề xung đột ở tại Biển Đông. Và phải nói rằng là chính Trung Cộng đã gây ra một cái sự bất ổn nghiêm trọng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Chúng ta đã biết là hiện nay thì Trung Cộng là đã có mở ra một cái sáng kiến, một con đường, một vành đai một con đường là nhằm thống trị thế giới. Thì như tất cả chúng ta ai cũng đều biết. Vì chúng ta nhắc đến những hành động kêu là hành động tiếp tay, có thể gọi là bán nước và nối giáo cho giặc của Cộng sản Việt Nam. Ta dựa vào đâu? Thứ nhất là cái lời tuyên bố của Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam là Ung Văn Khiêm năm 1956. Rồi cái công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Và chính Trung Cộng đã dựa vào những cái tuyên bố này, những cái công hàm này mà đã xác định, nói rằng là Việt Nam, tức là Cộng sản đó, đã công nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng ở trên Biển Đông. Đấy, chúng ta thấy cái hành động là hết sức là nguy hiểm và chính Trung Cộng hiện nay đang sử dụng cái chiêu bài này. Cái vấn đề thứ hai á, là Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã biết là trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tức là chủ nghĩa Cộng sản, và đã từng làm tay sai cho quốc tế để tam Cộng sản để mà phát triển cái chủ nghĩa Cộng sản lên vùng Á Châu cũng như là miền Đông Nam Á, mà đặc biệt là tại Việt Nam, đã tùng phục Cộng sản Bắc Kinh, chúng ta đã biết từ nhiều năm, và gần như là lệ thuộc vào Trung Cộng. Và Cộng sản Việt Nam đã nhận viện trợ của Trung Cộng để lấn chiếm miền Nam.
Và sau năm 1975 thì đã trao cho Trung Cộng nhiều cái đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, về lãnh thổ, kể như chiếm đóng cái nhiều đặc khu ở tại trên đất nước Việt Nam, cũng như là ở vùng kêu là ở biên giới ở phía Bắc, cũng như là ở cái vùng xung quanh Hải Nam và Vịnh Bắc Việt. Thì đấy, chúng ta thấy rằng là rất là nguy hiểm, và Cộng sản Việt Nam cũng đã tiếp tay cho là Tàu Cộng, là nó có rất là cái lâm nguy cho đến cái nền an nguy cho của an ninh của Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ song song những cái sự kiện như vậy thì chúng ta coi là hiện nay quốc tế có những hoạt động nào, tại Biển Đông. Thì chúng ta kể từ năm 1974 thì Cộng sản đó là Tàu, vì trong lúc Hoa Kỳ đã gặp khó khăn ở trong chiến tranh Việt Nam, do đó đó Hoa Kỳ làm ngơ để mặc Trung Cộng chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, ai trong chúng ta cũng biết. Thứ hai là Hoa Kỳ đã giúp cho Trung Cộng năm 1972 phát triển kinh tế, và hy vọng rằng là Trung Cộng khi phát triển lên kinh tế thì sẽ trở thành một cái nước dân chủ, là giúp cho Trung Cộng vào cái WTO, nhưng mà Tây Phương đã lầm. Và sau khi Trung Cộng cũng đã được phát triển kinh tế rồi á, thì bắt đầu trở mặt, và Trung Cộng đã gần như là xâm chiếm cũng như đe dọa các cái nước Đông Nam Á ở gần, ở xung quanh, nhất là Việt Nam. Có nhiều các nước ở trong Đông Nam Á đó, bởi vì lý do yếu kém về quân lực, và đã bị Trung Cộng là mua chuộc, và là mua chuộc cũng như đe dọa cũng như là ép phải khuất phục Trung Cộng. Thì chúng ta đã nhìn thấy ví dụ như là Campuchia cũng như là Lào và kể cả cả Việt Nam đó. Và trong lúc đó thì Hoa Kỳ năm 2014 mới bắt đầu là xoay trục về Á Châu, Thái Bình Dương đó. Và mới nhận ra được rằng là cái đối thủ nguy hiểm cho vấn đề mà an ninh quốc gia ngoài Liên bang Nga thì Trung Cộng là hiện nay bây giờ rất là nguy hiểm về cho cái nền an ninh của đất nước Hoa Kỳ. Và do đó Hoa Kỳ cũng đã gia tăng các hoạt động quân sự trong thời kỳ Tổng thống Obama cũng có làm, nhưng mà chỉ làm nửa vời. Nhưng mà hiện nay thì phải nói cũng mừng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng đã có những cái chiến thuật, chiến lược và tìm cách làm thế nào để là có những cái sinh hoạt, có những cái di chuyển, có những hoạt động ở tại Biển Đông, nhằm cho thế giới thấy rằng là cái Biển Đông là của chung chứ không phải là của một nước nào cả, giống như là Trung Cộng đã tuyên bố đó là Biển Đông là ao nhà của Trung Cộng. Và hiện nay thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã cùng với Ấn Độ, Úc Châu, Nhật Bản đã thành hình cái chiến lược kêu là Ấn Độ Thái Bình Dương, và tự do rộng mở để đối đầu với cái tham vọng bành trướng thống trị thế giới của Trung Cộng, như chúng ta đã nói ở bên trên, đó là chiến lược một vành đai một con đường của Tập Cận Bình. Và chúng ta thấy gần đây cũng có những cái tàu của Pháp, Anh, Tân Tây Lan đã hiện diện tại đây. Tuy nhiên những cái hoạt động của quốc tế như vậy nó vẫn chưa có những cái tầm mức là quan trọng. Và đồng thời thì trong khi đó thì Trung Cộng đã tìm cách ve vãn để mua chuộc các nước ở trên thế giới để hoàn thành cái chiến lược vành đai và con đường. Gần đây chúng ta đã thấy rằng là Trung Cộng đã mua chuộc, đã chia rẽ các nước ở Liên Âu, đó là Ý cũng đã đồng ý tham gia vào cái sáng kiến một vành đai một con đường, và Pháp cũng như là các cái nước Tây Âu vì lý do kinh tế, do đó cũng đã có những cái nhượng bộ phần nào. Đấy là những điểm mà hết sức là nguy hiểm cho chiến lược của chống lại của Trung Cộng ở trên thế giới, của thế giới tự do. Qua cái ngày 16 tháng 12 năm 2018 thì tại Orlando có một cái cuộc ra mắt cái hồ sơ, nó kêu là hồ sơ Hoàng Sa và Trường Sa
và chủ quyền dân tộc của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Cái công trình hết sức là phải nói rằng là công phu nghiên cứu những dữ kiện lịch sử, những dữ kiện mà cho ở trên lịch sử của thế giới đã cho thấy rằng là cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam chứ không phải là của Trung Cộng. Thì trong đó đó, tôi cũng suy tóm lược lại nó có những cái như sau. Tức là cái bản đồ do Việt Nam vẽ thời nhà Lê đến thời nhà Nguyễn, từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 19, thì đã ghi là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thứ hai là cái bản đồ quốc tế vẽ từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 20 cũng ghi nhận là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc Việt Nam. Đây là của quốc tế. Cái thứ ba là những văn kiện hành chánh của các triều đại Việt Nam cũng đã ghi chú những cái hoạt động của Việt Nam ở trên Hoàng Sa và Trường Sa. Và cái thứ tư là đặc biệt là cái này, là những cái bản đồ cổ của Trung Hoa đó, hoàn toàn không có một cái gì ghi là có dính đến Hoàng Sa và Trường Sa cả. Thời cổ là không có ghi bất cứ một cái gì. Rồi cái đặc biệt là về vấn đề quốc tế thì chúng ta thấy là cái phán quyết của tòa trọng tài tài quốc tế La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016 là xác quyết việc Trung Cộng tuyên bố chủ quyền vùng lưỡi bò tại Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Kính thưa quý vị, trước những cái tình hình như vậy, trước những cái hoàn cảnh sự kiện như vậy, thì nhiệm vụ của người Việt của chúng ta trong và nhà nước phải làm gì? Trước cái chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải là bị xâm phạm, trước yêu cầu lịch sử phải bảo vệ đất nước, thì toàn dân đều có trách nhiệm phải tham gia, phải tranh đấu giành lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Và ý thức rằng chỉ có một chế độ thực sự độc lập, tự do và dân chủ mới tạo được cái điều kiện đưa vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là lãnh thổ ra trước tòa án quốc tế, nhằm đánh thức lương tri nhân loại trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng. Và chúng ta cũng vận động và hợp tác với quốc tế nhằm đánh thức lương tri của nhân loại trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng, đồng thời dựa vào luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Và chúng ta cần thành lập một cái tổ chức để đồng bào trong và ngoài nước có cơ hội cùng nhau hành động. Bây giờ trước cái những sự kiện như thế thì trong cái buổi họp ngày 16 tháng 12 năm 2018 đã có ra cái bản tuyên cáo tóm lược như thế này. Trước tình thế nguy cấp hiện nay tại Biển Đông, trước âm mưu thống trị thế giới của Trung Cộng, chúng tôi, những người tham dự hôm nay, các tổ chức bảo trợ trong và ngoài nước long trọng tuyên cáo. Thứ nhất, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thứ hai là tố cáo những hành động phi pháp của Trung Cộng ở trên Biển Đông. Và thứ ba, lên án Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, nối giáo cho giặc, hèn yếu trước giặc ngoại xâm. Thứ tư là kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, kể cả các thành phần Cộng sản nay đã thành tâm từ bỏ cái chế độ độc tài, hãy cùng nhau tranh đấu cho chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa và một chế độ thực sự dân chủ và tự do cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và thứ năm, hoan nghênh các hoạt động quốc tế về tự do hàng hải và quân sự tại Biển Đông, kêu gọi quốc tế gia tăng quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng tại vùng Biển Đông và trên toàn thế giới để tránh một đại họa chung cho nhân loại. Kính thưa quý vị, trước những cái sự kiện như thế và trước cái tình hình như thế thì chúng ta cần phải có những hành động. Làm thế nào? Chắc chắn là chúng ta phải có một cái ủy ban hay một cái tổ chức nào đó để vận động quốc tế cho vấn đề Biển Đông cũng như là cho một vấn đề dân chủ hóa cho Việt Nam. Thì do đó đó, chúng tôi xin nêu cái hôm nay ta nêu lên một cái vấn đề để đánh thức chúng ta cùng nhau bắt tay để chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Bởi vì nếu mà chúng ta chống được làm suy yếu cho Trung Cộng, đương nhiên những cái người theo Trung Cộng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là sẽ thất thế, và toàn dân của chúng ta sẽ cùng nhau mà bảo vệ cho cái nền độc lập, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam, đồng thời dùng luật pháp quốc tế trong tương lai để lấy lại cái Hoàng Sa, Trường Sa cũng như phần đất đã mất về tay Trung Cộng. Đó là vấn đề chúng tôi nêu ra ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.